Ế và tỉnh Bắc Giang. Vào chiều nay thì 10 bác sĩ điều dưỡng của thành phố Đà Nẵng đã lên đường chi viện cho Bắc Giang trong công tác điều trị phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Thành Long đưa tin. Bác sĩ Nguyễn Tuấn Hùng, trưởng đoàn chi viện cho Bắc Giang lần này chia sẻ, chúng ta đã trải qua một đợt dịch COVID rất là nặng nề và cũng hiểu được cái khó khăn vất vả, hy vọng chúng em có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng như là chiến thắng được dịch bệnh tại Bắc Giang. Hiện nay thành phố Đà Nẵng cũng đang căng mình chống dịch nhưng sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ 10 bác sĩ điều dưỡng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức tích cực của bệnh viện Đà Nẵng đi chi viện cho tỉnh bạn. Theo bà Ngô Thị Kim Yến, giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, đây là những bác sĩ điều dưỡng giàu lòng nhiệt huyết, luôn trong tâm thế sẵn sàng chi viện cho địa phương bạn. Đặc biệt các bác sĩ này cũng là những người được đào tạo bài bản, kinh nghiệm trong điều trị hồi sức tích cực và bệnh nhân mắc COVID-19 nên sẽ giúp Bắc Giang sớm ngăn chặn dịch bệnh. Bà Ngô Thị Kim Yến, giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết. Đây là trách nhiệm của anh em ngành y tế, bất cứ một đơn vị nào có những khó khăn thì chúng tôi sẵn sàng. Và khi Bắc Giang cần những bác sĩ chuyên về hồi sức tích cực, cần những điều dưỡng có những kinh nghiệm để chăm sóc bệnh nhân nào thì Đà Nẵng sẵn sàng. Chiều nay trong buổi tiễn 10 cán bộ nhân viên y tế bệnh viện Đà Nẵng lên đường làm nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng bày tỏ lời cảm ơn và trân trọng ghi nhận tinh thần vì cộng đồng của các bác sĩ điều dưỡng đã xung phong lên tuyến đầu hỗ trợ tỉnh bạn. Trên mặt Đà Nẵng thành phố, tôi xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm xung phong của đội ngũ y bác sĩ, các điều dưỡng viên, đồng chí đi làm nhiệm vụ mà thể hiện tinh thần trách nhiệm của những người trong tuyến đầu. Rất là mong đồng chí sẽ thể hiện những tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm của mình đóng góp vào công cuộc kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh của Bắc Giang trong thời gian tới. Hôm nay Bộ Y tế đã có công văn khẩn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh chuẩn bị phương tiện và lực lượng để phối hợp với đoàn hỗ trợ Bộ Y tế triển khai tiêm hết số vaccine đã được cấp xong trước ngày 10 tháng 6 cho các trường hợp đã được lựa chọn. Bộ Y tế cho biết ngoài 150.000 liều vaccine đã cấp cho tỉnh Bắc Ninh thì Bộ đã phân bổ thêm 5.000 liều nữa và tính đến ngày hôm nay toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 793 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại 8 huyện, thị xã, thành phố với 140 điểm dịch. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, với sự xuất hiện của biến thể mới lai tạo giữa chủng biến thể xuất hiện ở Ấn Độ và Anh, Việt Nam đã ghi nhận 8 biến thể làm lây lan dịch COVID-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, chủng từ Ấn Độ phổ biến nhất ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội và chủng từ Anh thì xuất hiện ở Đà Nẵng và một số địa phương khác. Biến chủng mới xuất hiện ở Việt Nam cũng như các chủng đã có trước đây thì có mức độ nguy hiểm như thế nào? Để có thêm thông tin, phóng viên Thúy Ngà phỏng vấn tiến sĩ Phạm Quang Thái, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa tiến sĩ, bác sĩ Phạm Quang Thái, như vậy thì biến chủng mới với tốc độ lây lan phát tán mầm bệnh chỉ trong 1-2 ngày đang đặt ra những cái khó khăn gì cho công tác phòng chống dịch ạ? Rõ ràng là chúng ta thấy như là so với những cái chủng trước đây, bệnh nhân phải có cái thời gian ủ bệnh thì sau đó mới có thể lây tiếp cho những người khác. Thế là ủ bệnh trong những cái đợt trước đây nó khá là dài. Thế là chúng ta thấy có thể là người ta ủ bệnh thông thường ấy, là ở mức 3-5 ngày hoặc là lâu hơn thì người ta mới có thể tiếp tục đi lây cho những người khác được. Và như thế chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta chuẩn bị. Tuy nhiên thì đến cái thời điểm hiện tại với cái chủng mới xuất hiện và thấy rằng chỉ có khoảng 30 tiếng đồng hồ sau khi bệnh nhân bị phơi nhiễm thì đã có thể dương rồi, và khoảng 2 ngày sau khi mà người ta bị phơi nhiễm thì người ta đã có thể lây cho người tiếp theo. Đấy là một cái điều hết sức khó khăn, bởi vì trừ trường hợp mọi người đều ngồi yên tại chỗ, còn nếu vẫn có chuyện giao lưu, vẫn có chuyện tụ tập, vẫn hàng quán rồi thì kể cả mai ta yếu ý, thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ không thể nào mà công tác truy vết nó vừa kịp được. Bởi vì nói đơn giản thôi, từ lúc lấy mẫu cho đến khi mà chúng ta có được cái mẫu lấy về phòng xét nghiệm, sau đó chúng ta lại chờ được kết quả xét nghiệm, và đến khi có kết quả xét nghiệm rồi lại có một cái động tác là gọi điện để hỏi những cái người tiếp xúc, rồi thì bắt đầu lại đi tìm. Thì khi mà chúng ta làm xong tất cả những cái việc tại rồi, cái lượng người mà đã bị nhiễm tiếp theo đã xuất hiện, thậm chí là đã có những trường hợp mà chúng ta không điều tra được hết các cái đối tượng nguy cơ, những cái người đó sẽ lại tiếp tục về lây tiếp ở trong cộng đồng, lây tiếp vào trong hệ thống nhà máy xí nghiệp, và đấy là cái khó khăn cho công tác truy vết trong thời gian hiện tại. Vâng, vậy với tốc độ lây lan quá nhanh thì công tác truy vết xét nghiệm có cách nào để bắt kịp cái chu kỳ lây lan của chủng mới SARS-CoV-2 không ạ?
rõ ràng thì với cái tốc độ lây của virus như vậy, cho nên chúng ta sẽ phải đặt ra cái việc mà truy vết ngoài cái vấn đề khẩn trương hơn, thì chúng ta đã phải tính những cái chuyện là truy cái lớp xa hơn. Ví dụ thay vì trước đây chúng ta chỉ quan tâm đến cái F1, tức là cái lây nhiễm ở vòng 1, thì chúng ta đã phải quan tâm ngay đến các cái đối tượng lây nhiễm vòng 2, thậm chí kể cả những cái vòng xa hơn, với cái mục tiêu là chúng ta bắt kịp cái tốc độ lây của virus. Và một cái điểm nữa cũng hết sức quan trọng, đấy là cái sự tỉnh táo trong cái công tác truy vết, nó còn sẽ giúp được cái người mà làm với chúng ta dự phòng rất nhiều, vừa kết hợp giữa yếu tố về dịch tễ của bệnh, kết hợp với yếu tố lâm sàng và kết hợp với yếu tố về xét nghiệm, để chúng ta chọn cái hướng đi làm sao cho phù hợp với cái đường lây của virus, để chúng ta bắt đúng cái ổ lây nhiễm cũng như là tìm đúng cái đối tượng mà đã gây ra cái mùa dịch, để chúng ta có thể từ đấy chúng ta xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, thưa các bạn, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nhiều thách thức với đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng. Hiện nhiều địa phương ngành y tế đang căng mình truy vết suốt ngày đêm, nỗ lực khoanh vùng dập dịch, chăm sóc cuộc sống của những người đang cách ly, kiểm soát lây nhiễm chéo, điều trị cho các bệnh nhân, trong số đó có những bệnh nhân diễn biến nặng. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình và giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các địa phương phải phòng chống dịch từ xa, từ sớm, từ trước khi có dịch, với phương châm 5K và vaccine và công nghệ. Nhiệm vụ trước mắt được chính phủ quán triệt như sau. Quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc. Tổng tiến công toàn diện, thần tốc, mạnh mẽ hơn, với quyết tâm cao hơn, nỗ lực hơn, hành động quyết liệt hơn, tập trung cao hơn, có trọng tâm trọng điểm để phòng chống dịch nhanh và hiệu quả hơn nữa. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp chung sức phòng chống dịch, nhất là trong thực hiện chiến lược vaccine. Tăng cường kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ luật kỷ cương, song khuyến khích phát huy tinh thần trách nhiệm cá nhân, năng động và sáng tạo trong phòng chống dịch. Kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh và cư trú trái phép. Tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn, nhất là tại các doanh nghiệp. Tuyên truyền cho người dân hiểu để tham gia phòng chống dịch, vừa là bảo vệ chính mình, vừa góp phần bảo vệ cộng đồng, bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và đón nhận huân chương độc lập hạng 3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi thư chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân quận Ba Đình những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kế thừa truyền thống trên mảnh đất lịch sử linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình đã luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt khó, giành được nhiều thành tựu quan trọng, xứng đáng với vị trí trung tâm hành chính chính trị quốc gia, với an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững. Kinh tế xã hội phát triển toàn diện, thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu được giao, nằm trong top đầu của thủ đô. An sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng đời sống của người dân ngày một nâng lên, xứng đáng được Đảng và Nhà